chào mừng các bạn trở lại với kênh youtube của tôi ngôi nhà bí ẩn ngọc và quân cùng con gái nhỏ linh chuyển đến một căn hộ nhỏ giữa trái tim thành phố họ muốn tìm kiếm một cuộc sống mới nhưng không biết rằng nơi đây ẩn chứa những bí mật đen tối căn hộ nhỏ nơi họ chọn để sinh sống bắt đầu bộc lộ những điều kỳ lạ quân bắt đầu có những hành vi bất thường những hình xăm bí ẩn xuất hiện trên cơ thể anh ngọc không thể hiểu được những thay đổi của chồng mình trong khi đó linh đứa bé nhỏ bắt đầu thấy sợ hãi cô bé như đang bị mắc kẹt giữa trò chơi của số phận giữa căn hộ nhỏ nơi ám ảnh bắt đầu ngôi nhà bí ẩn nơi bóng tối che lấp nơi những hình xăm bí ẩn và những hành vi kỳ lạ xuất hiện ngọc quân và linh phải đối mặt với nỗi sợ hãi trong đêm tối phải tìm cách chiến đấu với bóng tối để bảo vệ gia đình mình họ phải tìm hiểu về những bí mật được giấu kín trong ngôi nhà cho thuê phải đối mặt với những điều kỳ lạ và đáng sợ liệu họ có thể vượt qua được những thử thách này liệu họ có thể tìm ra sự thật đằng sau ngôi nhà bí ẩn trong căn hộ nhỏ giữa trái tim thành phố nơi ẩn chứa bí mật nơi sợ hãi bắt đầu ngọc và quân cùng con gái nhỏ linh chuyển đến nơi mới không biết điều gì đang chờ đợi ngôi nhà bí ẩn bóng tối che lấp những hình xăm bí ẩn những hành vi kỳ lạ trong căn hộ nhỏ nơi ám ảnh bắt đầu ngôi nhà bí ẩn nỗi sợ hãi trong đêm tối người thuê nhà mới mang theo điềm xấu quân bắt đầu thay đổi ngọc không thể hiểu linh đứa bé nhỏ giữa trò chơi của số phận trong căn hộ nhỏ nơi ám ảnh bắt đầu ngôi nhà bí ẩn bóng tối che lấp những hình xăm bí ẩn những hành vi kỳ lạ trong căn hộ nhỏ nơi ám ảnh bắt đầu ngôi nhà bí ẩn nỗi sợ hãi trong đêm tối ngôi nhà cho thuê nơi bí mật được giấu kín ngọc quân và linh trong cuộc chiến với bóng tối ngôi nhà bí ẩn bóng tối che lấp những hình xăm bí ẩn những hành vi kỳ lạ ngôi nhà bí ẩn bóng tối che lấp những hình xăm bí ẩn những hành vi kỳ lạ trong căn hộ nhỏ nơi ám ảnh bắt đầu Ngôi nhà bí ẩn, nỗi sợ hãi trong đêm tối. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn like và subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất từ tôi. Chúc các bạn vui vẻ và thoải mái nhất. Mặt cười với đôi mắt cười.